Sao bước qua mấy nhịp cầu tre để trở về nơi Mai La, thì con mới hay tin mẹ đã qua. Mẹ ơi, lòng con đây tan nát tới bời, nhìn trên bàn thờ cũ kia con thấy lạnh lùng như kiếp nhân văn tư. Mẹ ơi, tuổi già quá mẹ chịu đói no sao trước một mình con thì trên bước lãng du cấp bốn phương trời làm thân diễn xứ. Nhờ đến láng giềng cô bác cũng xót thương, kẻ gạo người tiền đua nhau giúp đỡ mẹ an ủi đôi phần trong cảnh mẹ qua con tôi. Sau khi chôn cất cha rồi đêm đêm không ngủ mẹ ngồi thở tan. Có nhiều đêm không tìm mua dầu thắp đẹp làm gì, mẹ phải ra ngồi sàn gạo với trăng. Con quăng quýt bên cạnh mẫu thân nhìn ánh trăng thượng tuần lấp ló sau hàng xuống dưới, con mới nhìn thấy đôi dòng lệ của mẹ từ từ chảy dài xuống má. Con mới hỏi mẹ rằng tại sao sầu vậy mẹ. Mẹ gượng cười mà kẻ bảo cùng con: con ơi, lòng mẹ héo đơn bởi thương cho con trẻ hay còn bé thơ. Cha con đành lè bỏ cõi thành để con với mẹ sống bờ vơ trên đời.